Kính thưa ban giám khảo, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, đối với cuộc sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sách là chìa khóa vạn năng, mở cửa lâu đài trí tuệ, tâm hồn con người, là người thầy siêu việt, là nguồn trí thức vô biên. Sách đối với chúng ta vô cùng quan trọng, bởi nó ghi lại những kiến thức, những giá trị của cuộc sống mà các thế hệ đi trước đã học tập, trải nghiệm, khám phá và truyền lại cho các thế hệ sau. Đọc sách là để khám phá thế giới, khám phá con người, khám phá lịch sử và khám phá chính bản thân mình. Với chủ đề sách nhận thức, đổi mới, sáng tạo, sách cho tôi, cho bạn. Để kỷ niệm 9 năm ngày thành lập sách, 21 tháng 4 năm 2014, 21 tháng 4 2023, chúng em đến đây với một thông điệp: sách đến với bản làng em. Hình ảnh nhà rông là nơi sinh hoạt, chung sống của cộng đồng dân tộc người thiểu số, là nơi cất giữ những vật thiêng liêng lưu giữ lâu đời, là nơi lưu truyền những vật có giá trị tinh thần thiêng liêng nhất của cộng đồng làng. Ngôi làng này còn là nơi để hội tụ linh khí đất trời, là nơi chúng em tụ họp lại, vui chơi, đọc sách, học tập sau những giờ học tập mệt mỏi. Chiếc cầu nối này là nơi đã đưa nguồn tri thức đến với bản làng của chúng em. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, em tên là Doãn Nguyên Anh Thư, học sinh lớp 9B3, trường tiểu học, trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Bản thân em rất vinh dự khi hôm nay được tham gia Ngày sách Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 với chủ đề sách nhận thức, đổi mới, sáng tạo. Hôm nay đến đây em tham dự, em xin giới thiệu quyển sách đã mang đến một cách nhìn khác biệt cho hàng triệu người dân trên toàn thế giới. Quyển sách ấy mang tên Gieo niềm tin cuộc sống. Gieo niềm tin cuộc sống là quyển sách do nhiều tác giả, dịch giả Fred New, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh với kích thước 13 x 20,5 cm. Sách dài 160 trang. Phía bề ngoài được trang trí bởi những họa tiết thiên nhiên vô cùng hài hòa và nho nhã. Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng từng trải qua khó khăn và thất bại. Đứng trước những thử thách của cuộc đời, một số người, người ta không có niềm tin vào chính bản thân mình, họ sẽ mau chóng gục ngã. Nhưng một số khác vẫn có thể đứng dậy được, họ đã vượt qua nghịch cảnh của bóng tối. Và điểm mấu chốt mà tôi muốn nói ở đây chính là thái độ và góc nhìn của chúng ta đối với cuộc sống vốn không bao giờ là bằng phẳng. Nó luôn chứa đựng những chuỗi niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đau khổ, may mắn, bất hạnh, đan xen lẫn nhau trên tấm lưới của cuộc đời. Bất kỳ ai cũng vậy, không phải cuộc sống lúc nào cũng chỉ một màu hồng. Nó đôi khi cũng phải trải qua những thứ mà bạn chắc chắn bạn phải có niềm tin, phải có một sức mạnh, bạn mới có thể vượt qua được. Đừng bao giờ nghĩ rằng khó khăn mãi mãi ở xung quanh ta, bởi đi đến tận cùng của nỗi buồn, bạn sẽ gặp được niềm vui. Cuốn sách Gieo niềm tin cuộc sống là tổng hợp những mẩu chuyện ngắn, xúc tích nhưng lại chứa vô vàn những ý nghĩa. Nó muốn truyền tải cho ta những thông điệp, những ý nghĩa mà tôi vừa mới nêu trên. Ý nghĩa hàm ẩn đằng sau những câu chuyện này là muốn cho ta biết rằng khi bạn hưởng ánh mặt trời, bóng tối sẽ quất sau lưng ta, và khi đêm đến, bạn sẽ thấy những vì sao trên bầu trời. Em mong rằng sau hôm nay, tất cả chúng ta ở đây luôn có một lối sống tích cực hơn, lạc quan, vui vẻ, đối đầu trước những thử thách gian khổ của cuộc đời, bởi đi đến tận cùng của nỗi buồn, bạn sẽ gặp được niềm. Kính thưa ban giám khảo, em tên là Thái Phương Trinh, học sinh lớp 9B1. Hôm nay em rất vinh dự và may mắn đại diện cho các bạn học sinh trường tiểu học trung học cơ sở Lý Tự Trọng tham dự hội thi Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam với chủ đề sách nhận thức, đổi mới, sáng tạo cho tôi và cho bạn. Tới hội thi với tinh thần giao lưu học hỏi, sách đem đến cho chúng ta những tri thức vô vàn. Lời đầu tiên, em xin gửi đến ban giám khảo, quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
chúc hội thi mang lại nhiều ý nghĩa và thành công rực rỡ. Kính thưa ban giám khảo, bàn về đọc sách đã có không ít các nhà lý luận nổi tiếng, các độc giả uy tín của trong và ngoài nước đã đề cập đến, trong đó phải kể đến nhà mỹ học và lý luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc từng nói là Chu Quang Tiềm. Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, mà học vấn không chỉ là việc cá nhân mà là của toàn nhân loại. Để có được thành công về học vấn không phải là chuyện đơn giản, mà mỗi chúng ta phải không ngừng tích lũy cho rồi hàng ngày, hàng giờ. Song không phải phương tiện nào cũng đem đến cho chúng ta chân trời tri thức. Vì kiến thức là vô vàn mà cách lưu trữ lại có hạn. Vì thế, sách là kho tàng quý báu cất giữ tinh thần nhân loại. Sách đem đến cho chúng ta cây đời mãi xanh tươi. Sách đem đến cho chúng ta những giá trị vô giá về tri thức. Vì thế, về đọc sách là một chuyện cần thiết đối với mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ hiện đại ngày nay. Sách có rất nhiều loại và nhiều nhà sản xuất. Vì vậy, chúng ta phải biết lựa chọn sách cho phù hợp, phải có phương pháp đọc đúng mới có được kết quả tốt nhất. Hưởng ứng ngày 21 tháng 4 năm 2014, 21 tháng 4 năm 2023, tới hội thi hôm nay, em xin gửi đến ban giám khảo 3 quyển sách Tự học sinh học của tiến sĩ Phan Khắc Nghệ. Đây là 3 quyển sách có 3 màu sắc khác nhau. Màu xanh lá cây là tập 1, tiếp theo là màu xanh dương là tập 2, và cuối cùng là màu cam là tập 3. Đây là 3 quyển sách đã giúp cho bản thân em thành công trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh vừa qua. Bộ sách Tự học sinh học được viết theo chủ đề. Mỗi chủ đề được chia nhỏ thành các chuyên đề và các dạng bài tập. Trên tay em là quyển sách mở đầu tập 1, cơ sở vật chất và cơ chế di truyền. Sách được viết theo chuyên đề kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi chuyên đề được trình bày thành 2 phần. Phần 1 là khái quát lý thuyết và ghi nhớ trọng tâm. Phần 2, bài tập tự rèn luyện. Tự học sinh học sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn, sâu hơn về kiến thức liên quan đến ADN, ARN, các lĩnh vực về sinh học. Thứ hai là quyển sách tập 2, quy luật di truyền và di truyền quần thể. Sách được viết theo chuyên đề kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi phần được trình bày đầy đủ thành 5 phần. Phần 1, trọng tâm kiến thức lý thuyết. Phần 2, một số phương pháp giải nhanh. Phần 3, một số bài tập thường gặp. Và phần 4, các lỗi thường gặp. Và cuối cùng là phần 5, bài tập tự rèn luyện. Tập 2, quy luật di truyền và di truyền quần thể sẽ là cuốn tài liệu đặc biệt quan trọng giúp cho các bạn học sinh nâng cao kiến thức sinh học, giúp cho các thầy cô giáo nâng cao hiệu quả dạy học theo các chuyên đề, các quy luật về di truyền, liên kết gen và hoán vị gen, ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của sinh vật. Và cuối cùng là quyển sách màu cam này là sách tập 3, ứng dụng di truyền học, tiến hóa và sinh thái. Sách được viết theo chuyên đề từ kiến thức cơ bản đến nâng cao. Sách được trình bày thành 4 phần. Phần 1, trọng tâm kiến thức lý thuyết. Phần 2, suy luận bí kíp lý. Phần 2, bí kíp suy luận lý thuyết. Phần 3, các dạng bài tập thường gặp. Và cuối cùng là phần 4, bài tập tự rèn luyện. Tập 3, ứng dụng di truyền, tiến hóa và sinh thái sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ về các vấn đề liên quan đến di truyền trong chọn giống, quần xã sinh vật và quần thể sinh vật, vân vân. Ngoài ra, sách này là sách ID, nên đằng sau của trang lời nói đầu sẽ đến trang hướng dẫn tra ID. Trang này sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách tra ID, cách sử dụng sách như nào cho hiệu quả. Và phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn ban giám khảo đã lắng nghe. Em xin chân thành cảm ơn.